Gia đình tài tử phiên bản hoàn toàn mới 2015-2016. Gia đình gồm 3 thế hệ, yêu thích các chương trình truyền hình, tham gia chương trình với mong muốn kết nối và mang niềm vui đến với các thành viên trong gia đình. Một số sẽ có 2 gia đình tham gia, thực hiện thử thách một lần duy nhất. Thử thách đa dạng phong phú, gồm nhiều lĩnh vực: trí nhớ, nghệ thuật, tinh tế và khéo léo, thể thao, vui tươi, gây cấn, sôi động, hấp dẫn. Hãy đăng ký và nhận giải thưởng 10 triệu đồng sẽ thuộc về bạn. Thưa quý vị, bất kỳ gia đình nào, bất kỳ một thử thách nào chương trình đưa ra thì gia đình có thời gian là 1 tuần để tập luyện. Và hy vọng ngày hôm nay gia đình chúng ta sẽ chiến thắng để có giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Gia đình đầu tiên tham gia là gia đình thế nào, đến từ đâu và họ sẽ tham gia thử thách nào? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hướng về màn hình. Sáu không sáu sẹt 15 sẹt 7 sẹt 2 đây. Em chào anh. Em bị lạc mấy lần mà anh không ra anh rước em. Em đang đứng ngay cái cây đu đủ mà hai nhánh á, em đứng đây nè, em không biết đường ở đây rồi, quá trời đường, em đi em kiếm, em đi vòng 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 rãi rồi quên nè. Làm sao? Quẹo trái đúng không? Quẹo trái rồi sao anh? Trái phải, trái phải, trái trái phải, phải trái. Rồi rồi được rồi, sao tôi tới đó em điện em tiếp nha. Nói hồi em quan mang quá. Em chào anh. Gia đình với 6 thành viên nôn nao chờ đón sứ giả từ rất sớm. Bố mẹ đưa 2 anh em vào Nam từ khi còn trẻ. Sau khi lập gia đình, đôi vợ chồng Thái Bình Thái Hà cùng 2 người con đã tạo cuộc sống riêng và thành lập một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất. Và hôm nay, điều bất ngờ gì sẽ chào đón gia đình mình? À, em thấy trên bàn có mấy cái loại bánh này là loại bánh gì anh? Đây gọi là bánh khảo. Bánh này thì được làm vào những cái dịp lễ Tết của người Tài. Xin mời gia đình cùng chúng con. Ngon quá, ngon bánh nhiều. Lạ quá lạ. Ăn mà không biết cảm xúc như thế nào, ngon quá. Từ đó giờ sản của vùng Lạng Sơn. Dạ. Em nghe nói là gia đình mình là người Tày. Bây giờ em thắc mắc là bây giờ có một cái bài dân ca gì của đồng bào Tày không? Mấy câu thôi. Dạ mấy câu thôi. Bay tàu trên thiên trai nắng quang, mời anh về quê nồng thăm làng. Bây giờ là chương trình sẽ đem đến cho gia đình mình thử thách. Và đặc biệt là cái thử thách này chắc dành cho anh. Anh nói là anh chơi thể thao đúng không? Anh chơi thể thao là anh chơi môn gì anh? Mình chơi được cầu lông. Cầu lông. Đánh cờ. Anh đã tự tin để đón chào cái thử thách của chương trình gia đình tài tử chưa? Đây, mọi người nhìn đây. Mọi người có đón ra cái thử thách mà chương trình dành cho gia đình mình là như thế nào chưa? Anh có coi Tiểu Lý Phi Đao chưa? Cái phim gì đó là y chang bây giờ anh là quá thân nhân vật Tiểu Lý Phi Đao đó. Là bây giờ anh phóng phát nào phải trúng phát đó. Nha. Thử thách phóng phi tiêu vào hồng tâm có đường kính 13mm, khoảng cách 2,37m. Tâm của phi tiêu được treo cao 173cm so với mặt đất. Và người chơi chúng ta sẽ được ném 5 lần. Chỉ cần 1 lần phóng trúng hồng tâm là chiến thắng. Lưu ý, khoảng cách từ vị trí người chơi đứng phóng phi tiêu đến bảng phi tiêu là 2,37m. Thất bại khi người chơi đứng sai khoảng cách quy định. Thất bại khi hết 5 lần ném mà không trúng hồng tâm. Anh có 7 ngày để luyện tập cái thử thách này. Và sau 7 ngày anh phải có một phần thi bách phát, bách trúng. Anh đã tự tin chưa? Rồi, tự tin rồi. 1 chào đón gia đình anh Thái Bình. Xin chào cả nhà. Ngày xưa mình ở phía trên nào ạ? Báo cáo mấy anh Quyền Linh, mấy khán giả trong trường quay là tôi người ở trên Lạng Sơn là người Tày.
Người đồng bào Tày là múa hay lắm á. Tôi... Bà có biết múa không? Chỉ biết biết sơ thôi. À, múa vâng. Sao người Tày là múa sao cô? Không, múa là múa then. Múa chứ... then hả? Vâng, múa then còn... là múa sao cô? Múa bằng đàn tính á anh ạ. Nhưng không, mà... cô thử một vài động tác thôi. Vâng. Dạ. Đâu có múa này. Giống gặt lúa vậy. Đó, giống như thế. Múa là thích kiểu múa múa theo dạo đó, múa dạo. Cái phong tục tập quán người Tày là mình đi cưới vợ hay là vợ cưới mình hả anh Bình? À, mình cưới vợ anh ạ. Thì khi mà tới hỏi thì nó cũng đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái làm xôi, một con gà hoặc là một cái miếng thịt làm cơm với nhau để nói chuyện. Cái đường xa cách trở như vậy rất là xa chị. Mình không có ngại đường xa xa xôi gì hả chị hả? Dạ thì quan trọng tính tình hợp nhau. Bố mẹ em cũng suy nghĩ thoáng cho nên là tụi em cũng dễ dàng. Mấy cháu rồi? Dạ hai. Hai cháu. À hai cháu này đó hả? Dạ. Rồi con có biết tiếng Tày không? Dạ con biết tăng tiếng Bắc với tiếng Nam. Giỏi vậy ta. Tiếng Bắc nói sao, tiếng Nam nói sao? Dạ tại lâu quá con không đọc tiếng Bắc nên con quên rồi. Trời ơi. Rồi tất cả đã sẵn sàng ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng xem lại 7 ngày qua thì gia đình sẽ luyện tập như thế nào. Vừa chia tay sứ giả, cả gia đình bắt tay ngay vào luyện tập. Và ngày hôm nay phòng khách của gia đình trở thành nơi tập luyện. Được biết anh Thế Bình đã từng là bộ đội khi còn trẻ nên việc nhắm khoảng cách cho cự ly bắn phi tiêu chắc cũng dễ dàng. Nhưng kết quả thì việc phóng phi tiêu trông rất đơn giản nhưng để trúng hồng tâm với khoảng cách 2m37 có vẻ không dễ tí nào. Và đây là kinh nghiệm của người anh trai của Thái Bình. Đầu tiên thì bắt đầu mình nên điều chỉnh cái tay của mình để cho nó gần hồng tâm hơn. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện nên ngay hôm sau anh Thái Bình quyết định hai đứa con của anh hôm nay trở thành trọng tài tí hon. Bác chạm mất rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại quy luật. Ngoài những vị trí của khoảng cách, chiều cao từ mặt đất đến hồng tâm thì bàn chân người ném chạm vạch quy định xem như thất bại. Ngày sau đó, tình hình khả quan hơn nhiều. Phải nhớ cái cảm giác mà lúc anh vô được cái hồng tâm á, cái tay của anh nó như thế nào. Khó nhưng mà cái cảm giác đó quan trọng là cái đó. Số lần trúng hồng tâm ít hơn số lần thất bại, nhưng vẫn còn 4 ngày nữa chắc hẳn số lần thành công sẽ tăng cao. Và đây là nhân vật tiếp sức cho thành công của anh Bình. Ai đang nấu cơm cũng khoảng được 80% mà mình hy vọng là được 100%. Việc tập tại nhà chưa ổn, chàng giám đốc trẻ còn xem đây là trò tiêu khiển cho anh em công nhân viên của mình. Ngoài công việc này ra thì về nhà này lại tập luyện, hoặc là buổi sáng thì lại mang cái đồ xuống xưởng cho tập cùng anh em. Nhưng mà khi mà mang xuống là mọi người là cũng thấy phấn khởi hơn, là mình có một cái món đồ chơi để mọi người tập cùng, chơi cùng. Chúng sai rồi. Từ sau khi tìm ra biện pháp khắc phục khó khăn, giờ thì gần như anh Thái Bình đã tìm được nguyên lý phóng phi tiêu. Thử thách của chương trình này trở thành thú tiêu khiển của cả nhà. Mọi khó khăn thử thách đã ở phía sau, tinh thần dự thi giờ đây không còn nữa, thay vào đó là hạnh phúc gắn kết gia đình đồng nghiệp sau 7 ngày tập luyện thật hạnh phúc. Gia đình quả thật thiêng liêng. Em chúc mình sẽ đồng giải 10 triệu. Mấy ngày qua thì ai cũng luyện tập đúng không? Dạ. Bác cũng phóng phi tiêu hả? Có lần nào vào không?
chưa lần nào vào á. Còn anh luyện tập được mấy ngày cũng vào được mấy lần. Chúng ta luyện tập đã 7 ngày qua rồi, tất cả thành viên đều luyện tập hết, và ngày hôm nay gia đình sẽ cử ai để chinh phục thử thách của chương trình? Gia đình đã nhất trí là cử Bình là sẽ chinh phục thử thách này. Chắc không anh? À chắc. Con trai thấy bố mình sao? Chiến thắng. Chúng ta sẽ đón nhận thử thách từ chương trình. Quyền Linh sẽ đọc lại thử thách. Thử thách phóng phi tiêu vào Hồng Tâm. Phóng phi tiêu vào Hồng Tâm có đường kính là 13mm và khoảng cách là 2,37m. Tâm của phi tiêu được treo cao 173cm so với mặt đất. Người chơi sẽ được ném 5 lần. Chỉ cần một lần phóng trúng Hồng Tâm là chiến thắng. Cái này Linh nghĩ chắc cũng có khả năng 90%+ trở lên. À, cũng hy vọng là như thế. Dạ. Mời bước lên phía trước. Tôi sẽ trao phi tiêu cho anh. 5 cái phi tiêu. Kiểm tra kỹ đi anh. Còn bây giờ thì chị bà xã của mình có nhắn gì với lại ông xã của mình hay không? Giải thưởng thì cũng nhiều đó, nhưng mà quan trọng là mình được giải stress với chương trình, với khán giả, để mình cân bằng và mình cảm thấy vui vẻ. Cả gia đình luôn luôn cổ vũ anh chiến thắng nha. Bố cố lên, bố cố lên. Như vậy là cả nhà đang tập chọn cái niềm tin vào anh. Cố lên anh nhé. Chúc thành công. Anh đã sẵn sàng. Em đã sẵn sàng. Mời vào vị trí. 5 phi tiêu. Chỉ cần một chiếc phi tiêu vào Hồng Tâm, gia đình anh sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Anh Bình đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Phi tiêu đầu tiên. Bắt đầu. Wow. Wow, chắc rồi. Cách xa Hồng Tâm, khoảng cách còn rất xa. Anh Bình hãy nhắm cho kỹ lại. Chúng ta vẫn còn 4 cơ hội nữa. Bắt đầu. Wow. Wow. Quá xa. Quá xa. Cái này thì đi xa quá rồi. Anh đi xa quá. Anh ơi, đi xa quá nữa rồi. Bình tĩnh anh. Chúng ta chỉ còn 2 cơ hội nữa thôi. Wow. Còn cái cuối cùng. Anh chỉ có một phi tiêu, nó gần, nó hơi gần gần, cũng chưa gần quá. Phải chi mà nó đi vào đây thì mới là ok nè. À, anh thế nào với cái thời gian mà anh Bình không có một cái phi tiêu nào nó gần Hồng Tâm cả? À, theo mình nghĩ Bình chắc là không giữ được bình tĩnh, sợ có gì đấy áp lực nhiều. Đấy, chứ còn bình thường thì thấy tập luyện ở nhà cũng ngon lành lắm. Nhưng mà ra đây thấy chân cuốt. Do áp lực đúng không anh? Đúng rồi, chắc là do áp lực. Cảm ơn gia đình đã đến dự chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhận được chứng nhận của gia đình tài tử. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 1 triệu đồng để chúng ta có thể liên hoan. Cảm ơn gia đình anh Nam Bình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta trải qua một thử thách của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dõi theo gia đình nào đây và thử thách như thế nào. Mời quý vị.